2000 years later. Ôi, hello, xin chào tất cả cả nhà nha. Thì mình đi vô quay tàu Hà Thủy thì vô nó bị trễ mọi người. Thì đây tàu Hà Thủy cũng xong rồi mà nhân bị mắc cạn mọi người. Thì bây giờ thì mọi người cũng phải đẩy con tàu, kéo con tàu ra. Thì cái con lát nữa mình sẽ quay cái con tàu này Hà Thủy cho mọi người xem ha. Đó, cái con tàu này còn nằm ở trên này thì lát nữa mình sẽ quay chi tiết cho mọi người coi. Bom chạy đua mà đúng phóng nên mình chạy. Đây giờ là lấy xe múc để đẩy ra nha. Nhớ mình chỉ tao vĩ ngoài này vô dắt cho đi. Một ra ra ngang đó thôi mọi người, ra nữa là dễ bị cạn mất. Đó, ra đó mọi người. Bây giờ thì do nước ròng nha, thủy triều cũng hạ cũng xuống cho nên mắc cạn mọi người. Nếu mà thủy triều nước lớn thì không có mắc cạn đâu. Đó, nãy giờ thì giờ đẩy dịp 2 mọi người, đẩy dịp 2 nè. Ra. Đi lúng xe mọi người ơi. Lúng xe luôn. Rồi. Rồi, xong luôn. Rồi xe lúng luôn mọi người. Không được rồi. Ra nữa là cái xe nó hỏng cái dưới nước luôn á. Rồi, đi lùi. Lúng xe luôn mọi người. Đó mọi người à, có gì à, lát nữa mình sẽ quay chiếc tàu kia Hà Thủy thì như thế nào thì à, mọi người nhớ đón xem nha. Bây giờ không có được mọi người, giờ phải đem chiếc xe bốc lên ra không được. Thấy con tàu kia vẫn còn mắc cạn mọi người. Thì trong lúc chờ đợi thì mấy anh trong đội Hà Thủy thì đang cái những cái bình xi mọi người đem qua để cậu qua bên đây nè, để chuẩn bị cho Hà Thủy với con tàu thứ hai. Đó mọi người nhìn cái con tàu nó có đẹp không, lát nữa thì mình sẽ quay chi tiết toàn bộ cái cảnh Hà Thủy cái con tàu thứ hai như thế này mọi người xem ha. Chắc video này cũng nó hơi bị dài thì mình sẽ chia ra hai phần nhé, hai phần. Một cái phần này thì mình sẽ đăng ngày hôm nay, còn ngày mai sẽ mình sẽ đăng cái phần Hà Thủy thì mọi người nhớ đón xem ha. Giờ thì giờ là phải dùng chiếc tàu nhỏ rồi đi kéo ra mọi người á, kéo co đen luôn mọi người có thấy không? Đó, có di chuyển nhẹ rồi mọi người, có di chuyển nhẹ rồi. Đó, chết rồi, chiếc tàu đi rồi mọi người ơi. Xịt khói luôn rồi. Nãy giờ chăm chật cũng 2 tiếng đồng hồ rồi. Đó, mình ngồi mình đợi để quay chi tiết cho mọi người coi luôn.
giờ thì cũng hơn 12 giờ trưa rồi mọi người, hơn 12 giờ trưa. Mình vào thì lúc 10 giờ, bây giờ hơn 12 giờ trưa rồi. Hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa được mọi người. Đó, giờ bắt đầu té tiếng. Bây giờ thì thêm một cái là nước bắt đầu êm rồi, nước bắt đầu giảm nước ròng rồi mà kéo vẫn chưa được. Đó, giờ kéo lần thứ ba nha mọi người, hy vọng lần này nó sẽ ra. Xoay chiếc tàu luôn, xoay luôn. Không nhúc nhích đồng đầy luôn. Đó, giờ nhúc nhích rồi mọi người, giờ có đà nó ra đi luôn á mọi người. Nước giảm chảy rồi mà dắt nó không có đi mà. Mọi người thì cuối cùng thì cũng dắt ra thành công nha. Mình nãy giờ mình đi đường công trường rồi mình đi lên trên đây mua đồ một xíu mà ở dưới này nó dắt ra luôn mọi người. Thì mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh hoặc là nhấn like cho mình để theo dõi phần tiếp theo của hạ thủy với con tàu thứ hai như thế nào nha. Đó, video này thì mình quay tới đây thôi, nếu mà dài quá thì sợ mọi người coi sẽ bị chán á, thì mình quay đây. Đây là toàn cảnh kéo cái con tàu thứ nhất xuống nè. Cái con tàu thứ nhất thì nó chưa được hoàn thiện cho lắm ha, thì nước để lấy này để làm lại để chữa tiếp. Thì hẹn mọi người video ngày mai nha. Xa nữa tới đây. Tới à. Bảo đoạn xa nữa tới thì bảo tới được.